Em xin kính tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhé. Mọi người đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất của em lên cho mọi người xem. Ai ưng ý sản phẩm nào hãy gọi điện thoại trực tiếp về số của em 0378 050 027 để em có thể tư vấn được chính xác hơn cho mọi người. Hôm nay em chính thức về cho mọi người gọi là siêu phẩm mùa hè nhé. Đây mới chính thức gọi là siêu phẩm mùa hè mọi người nhé. Mặc rất là đẹp, lịch sự. Và kiểu cách của nó thì nói chung là rất là ok. Không phân biệt già trẻ, ai mặc cũng được. Trẻ mặc cũng được, mà chung chung tuổi mặc được. Và có tuổi mặc cũng vẫn ok. Đó, rất là đẹp nhá. Cái này thì mọi người thích mặc body cũng được, mà thích mặc thoải mái cũng được. Như em là còn tương đối trẻ thì mặc body một chút thì nó hợp lý. Còn ví dụ mà người mà bụng to ấy, bụng to hơn ấy thì mặc rộng ra một chút thì ok. Đó, đây là gọi là áo compact, mùa hè nhá, compact mùa hè cộc tay. Hàng này hàng của Thái Lan nhưng mà nó là hàng VIP, hàng siêu đẹp. Cái này khá là dày dặn, co giãn, rất là dễ chịu nhá. Còn đây là cái vải caro ấy. Cái này mọi người về mặc một vài lần nó sẽ mềm ra, còn mới nó vẫn còn chưa được mềm lắm. Đó, mới nó chừng mềm lắm, nhưng mà nó là hàng xịn nhá. Đó, thoải mái, cực đẹp, giặt một hai nước thì nó sẽ mềm nha. Đẹp chưa? Rất là đẹp. Em có 3 màu cho mọi người, 3 màu cho mọi người lựa chọn. Nó là một là màu dằn, 2 là màu multicam, 3 là màu thủy quân lục chiến. Đó, mọi người nhớ giúp em nhé. Đây là màu thủy quân lục chiến này. Đó, màu thủy quân lục chiến đây. Đây là màu thủy quân lục chiến nhá. Còn đây là màu multicam nhé. Đấy, phân biệt cho mọi người dễ đặt hàng. Màu multicam. Đó, multicam. Còn đây là màu dằn, trước sau. Cái này chất vải rất là đẹp nhé. Chất vải rất đẹp, dày. Cái này khá là dày dặn. Mọi người được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nên mọi người không phải suy nghĩ về chất lượng đâu ạ. Đảm bảo cho mọi người đến tay mọi người được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, may đường đôi luôn nên là không sợ bị bung bật gì, thoải mái. Có cổ thì mọi người thích kéo cao, kéo cao hay là mở cổ ra thì thoải mái nhá. Đó, rất dễ chịu. Mùa hè mặc những cái này thì cũng ok, ok đi du lịch hay là đi chơi bời thoải mái. Còn đi làm thì mặc áo dài tay, còn cái này chỉ gọi là đi chơi, đi du bời, uống cà phê rồi đi du lịch thôi. Còn quần, cái này thì rất dễ mặc quần, quần bò, quần thô hay là quần short được hết ạ. Quần bò, quần thô, quần short mặc hợp hết ạ. Vì cái này nó là kiểu dễ phối đồ ấy, rất là hợp lý. Ví dụ như mọi người mua thêm cái quần short nhà em nữa, nhà em thì quần short em cũng đã giới thiệu rồi, có quần ô liu màu dằn, rồi màu thủy quân lục chiến, rồi màu multicam, màu sa mạc. Nhà em có quần short, quần short thì 300 một chiếc. Còn cái áo này thì em bán là 350.000 một chiếc nhé, 350.000 một chiếc, cộng với 30 tiền vận chuyển là 380.000. Bác nào lấy 2 chiếc thì em sẽ bao ship cho mọi người, ok chưa? 2 chiếc thì được bao ship, 2-3 chiếc sẽ được bao ship. Còn 1 chiếc sẽ cộng với 30 tiền phí ship nhé, 350.000 cộng phí ship. Em có đủ số cho mọi người từ 50kg cho đến tầm 80kg có số vừa nhé. 50 đến 80, hơn 80kg một số vừa. Nếu mà hơn 80 thì mình sẽ phải mặc hơi body, body kiểu như này một chút nhá, chứ không được thoải mái. Hơn 80kg thì sẽ gọi là body một chút, vì cái này cũng dễ mặc mà, vì nó co giãn. Còn 80kg thì có cái thoải mái. Em có số X là thoải mái, còn số nhỏ là số S này. S, M, L, XL và 2N. S thì dành cho người từ 50 đến 55kg. M thì từ 55 đến 60, hơn 60kg một tí. Còn N, như N như em đang mặc thì là 60 đến 67kg, 60-67kg. Như XL thì rơi vào tầm 70 đến 75kg. Còn size 2N thì nó là 80, hơn 80 một tí quay đầu nhá. Đó, đấy em đủ số cho mọi người. Mọi người cứ vừa cân nặng như thế nào hay là cứ báo chiều qua cân nặng, em nhặt số cho mọi người là hợp lý. Rất là đẹp nhá, kiểu cách rất là ok. Nó cũng là nhã nhặn lịch sự thôi, không có gì gọi là nghịch ngợm cả.
trước, sau nó cũng đơn giản. Phần trước nó cũng bình thường. Đấy. Nó có cổ kéo thì mọi người cổ kéo nó cao lên hoặc là bẻ cổ ra. Nhưng mà thường thường bẻ cổ chứ kéo cao cái này thì không hợp lý đâu. Mùa áo dài tay cơ thì mình kéo cao, chứ còn cái này thì bẻ cổ thì hay hơn. Cái này đi nắng thì mọi người kéo lên được. Đi nắng, đi xe máy thì mọi người kéo cao. Chứ còn bình thường thì mọi người cứ để cổ này không bẻ. Bẻ cổ ra thì trông nó rất là hay, khỏe khoắn. Mặc cái này trông rất là khỏe, nhìn rất là khỏe nhé. Đó. Rất là đẹp. Đấy, em có 3 màu cho mọi người lựa chọn, những siêu phẩm đấy nhé. Siêu phẩm mùa hè 350.000 một chiếc. 2 chiếc thì được bao ship, còn 1 chiếc thì cộng phí ship giúp em. Ok, anh nào thích thì liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027 để em có thể gửi hàng cho mọi người. Thì em xin chào và hẹn mọi người video tiếp theo nhé.